Xin chào các anh chị, hôm nay thì Thúc Hoài sẽ giới thiệu cho tất cả các anh chị một cái dòng sản phẩm giày thể thao để mặc với lại quần bò chất lượng, mềm mại, êm ái. Các anh chị có thể đi làm cũng được, đi chơi cũng được, rồi đi thể dục cũng được, đi đánh tennis cũng được. Đấy, sản phẩm này là các anh chị cứ mặc theo như tôi đang mặc, quần bò này, giày thể thao này, không bao giờ là mất mốt. Đấy, rất chất lượng mà con người ta lại trẻ trung này, đẹp này, lịch sự này, đi rất là êm ái này, có thể bảo vệ cho chúng ta đôi bàn chân khi mùa đông rét bướt này, rất là ấm áp. Đấy, có anh chị nào mà có nhu cầu sử dụng sản phẩm này thì hãy để lại số điện thoại bên dưới, chúng tôi sẽ tư vấn trực tiếp, một là bằng video hình ảnh, hai nữa là chúng tôi sẽ tư vấn bằng chất lượng cho tất cả mọi quý khách, đảm bảo về chất lượng cho quý khách. Quý khách nào mà có yêu cầu về kết bạn Zalo, chúng tôi sẽ tư vấn bằng hình ảnh video cho tất cả mọi quý khách. Bao giờ quý khách cảm thấy ưng ý, chúng tôi sẽ ship hàng đến tận nhà cho quý khách. Quý khách có thể kiểm tra hàng trước ưng ý rồi quý khách mới phải thanh toán. Khi quý khách đã ưng ý rồi thì chúng tôi sẽ có bảo hành cho tất cả các quý khách trên cái tờ hóa đơn ở trong sản phẩm, là có ngày mua, có ngày bán, và chúng tôi sẽ bảo hành. Nếu sản phẩm một bật mép rách da gãy đế, chúng tôi sẽ đổi lại cho tất cả các quý khách một sản phẩm ưng ý nhất theo đúng như cam kết của chúng tôi. Hôm nay thì siêu thị giày dép Thúc Hoài giới thiệu như thế, thì có quý khách nào có nhu cầu đẹp, bền, chất lượng như tôi đã giới thiệu quảng cáo đúng theo video này, thì quý khách hãy để lại số điện thoại bên dưới. Và xin chào và chúc tất cả các anh chị một ngày làm việc thật vui vẻ, mạnh khỏe và hạnh phúc. Xin chào.